có thể nói Nachi Sofoher EDP chính là chai nước hoa quốc dân được nhiều người sử dụng. Nếu bạn là một người mới chơi nước hoa chắc hẳn có nhiều thắc mắc về chai nước hoa này đúng không nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đôi nét về thương hiệu Nachi Sou. Nachi Sou là một thương hiệu nước hoa nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Khác với nhiều thương hiệu khác phải mất khá nhiều thời gian trên thị trường mới được nhiều khách hàng biết đến. Trong khi đó thì Nachi Sou đã đạt được nhiều thành công từ những sản phẩm đầu tiên của hãng. Sản phẩm của Nachi Sou được sản xuất theo công nghệ sản xuất tiên tiến, cho hương thơm rõ nét, lưu trên da lâu. Vì vậy, những sản phẩm của hãng luôn thu hút được người tiêu dùng, thậm chí gây sốt trên toàn châu lục. Thông tin về Nachi Sou for Her EDP. Nachi Sou Eau de Rivière for Her Eau de Parfum EDP được ra mắt từ năm 2006, nhưng đến tận bây giờ chai nước hoa này vẫn luôn nằm trong danh sách những chai nước hoa bán chạy nhất của Nachi Sou. Nachi Sou for Her có dạng chữ nhật đứng, chất liệu thủy tinh cao cấp và có màu hồng nhạt từ thân đến nắp giúp nhận diện khá tốt. Trên thân chai có một dòng chữ nhỏ thể hiện tên sản phẩm là Nachi Sou Eau de Rivière for Her, in thường rất nhẹ nhàng. Nachi Sou Eau de Rivière for Her EDP màu hồng nhạt có 3 phiên bản dung tích tiêu chuẩn là 30ml, 50ml và 100ml với mức giá niêm yết lần lượt là $65, $100 và $128. Giá bán về Việt Nam rơi vào khoảng 1,5 triệu cho đến khoảng 3 triệu đồng. Mùi hương của Nachi Sou for Her EDP. Nachi Sou for Her EDP có thể coi là chai nước hoa nổi tiếng nhất của nhà Nachi Sou đối với khách hàng Việt Nam. Nước hoa Nachi Sou for Her EDP gần như đã chiếm được cảm tình của đông đảo chị em, đến mức mà nhà nhà đều dị tai nhau về mùi hương này. Hương mở đầu bằng sự tươi mới của trái đào, phảng phất hương thơm đầy hấp dẫn của hoa hồng. Nachi Sou Eau de Rivière for Her Eau de Parfum sẽ khiến mọi cô gái phải bất ngờ khi kết hợp xạ hương trầm ấm và hổ phách quyến luyến cùng với nhau, đó là mùi hương cuốn hút vô điều kiện. Sự quyến rũ của xạ hương lan tỏa dần tới hương cuối cùng, sự giao thoa của gỗ đàn hương, khơi gợi sự gần gũi trước khi kết thúc một câu chuyện tình yêu với cây hoắc hương. Nước hoa Nachi Sou for Her EDP không chỉ đẹp trong mùi hương lẫn vẻ bề ngoài, đó còn là một vẻ đẹp lạ, của những cảm xúc không thể giải thích bằng lời. Đây chính là biểu tượng của vẻ đẹp tiểu thư kiêu kỳ, đôi khi gần gũi mê hoặc nhưng có lúc lại bí ẩn xa cách nhờ sự sang trọng. Hương này thích hợp cho cả sử dụng đi làm lẫn những buổi tiệc, hẹn hò lãng mạn bởi mùi hương nhẹ dịu, không nồng, dễ chịu ở mức độ vừa phải, đủ vị ngọt ngào. Ưu nhược điểm. Nhược điểm: hơi nồng ngay sau khi xịt lên da. Giá thành cao so với thu nhập bình quân ở Việt Nam. Ưu điểm: thiết kế đẹp mắt, sang trọng. Mùi hương quyến rũ, đẹp và ngọt ngào đem lại sự tự tin và hấp dẫn cho người sử dụng. Khả năng lưu hương lâu, từ 8 đến 10 giờ trong điều kiện mát mẻ và ít vận động. Mùi hương tạo cảm giác thanh lịch và kiêu sa khi sử dụng, thích hợp sử dụng trong mọi hoàn cảnh và mọi thời gian trong năm. Hướng dẫn sử dụng Nachi Sou for Her EDP: lắc đều, xịt nước hoa ở khoảng cách 15cm để tia phun mạnh và đều, dùng lên vùng sau tai, gãy, cổ tay để giúp hương lưu lâu hơn. Không xịt trực tiếp nước hoa lên quần áo và các vùng da đang bị tổn thương hoặc viêm. Không nên sử dụng Nachi Sou Eau de Rivière for Her EDP nếu bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm. Nếu gặp bất kỳ phản ứng có hại như mẩn đỏ, ngứa, thì lập tức ngừng sử dụng sản phẩm, rửa sạch vùng da đã sử dụng và đến gặp bác sĩ nếu tình trạng nghiêm trọng. Với những đặc điểm trên có thể thấy Nachi Sou for Her EDP đã thể hiện rất tốt sứ mệnh của mình là đem đến mùi hương quyến rũ, ngọt ngào khi sử dụng giúp người phụ nữ thêm phần tự tin. Vì vậy chúng ta không cảm thấy bất ngờ khi Nachi Sou for Her EDP luôn được nhiều chị em ưa thích. Để thử trải nghiệm hương thơm này bạn có thể mua mẫu thử hoặc sản phẩm full size ở link dưới phần mô tả nhé.